Mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Những thông tin chính yếu sẽ có ngay sau đây. Chiến sự Nga-Ukraine, ai sẽ chiến thắng trong cuộc phản công? Ukraine không dễ phản công Nga. Nhà Trắng trả lời câu hỏi về khả năng Ukraine gia nhập NATO. Trung Quốc chuẩn bị kịch bản cực đoan nhất, sẵn sàng xung đột với phương Tây. Tuyên bố khiến cho thế giới bất an. 9 cường quốc hạt nhân đang tăng. Chiến sự Nga-Ukraine, ai sẽ chiến thắng trong cuộc phản công? Mỹ, EU quyết tâm viện trợ cho Ukraine phản công mạnh mẽ, làm suy yếu Nga. Họ muốn để dân Nga sẽ phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt, biểu tình lật đổ chính quyền của Tổng thống Putin. Đợt phản công ngày đầu tháng 6 năm 2023 của Ukraine chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Đập thủy điện Kakhovka bị phá hoại, nước tràn ngập lụt phía hạ lưu sông Dnieper. Phía Nga không thể triển khai vượt sông sang phía hữu ngạn do các công sự phòng ngự, bãi mìn, chốt đóng quân, đơn vị pháo binh, tên lửa đều chìm trong biển nước. Nga đang tiến hành sơ tán khẩn cấp, trong khi phía đập trên thượng nguồn Ukraine vẫn tiếp tục mở cửa xả để nước tiếp tục tràn xuống hạ lưu. Trước tình hình này, Ukraine dễ dàng điều chuyển lực lượng chốt đóng Kherson do không còn mối nguy bị Nga tấn công, sang tập hợp lực lượng tổng phản công trên hướng Zaporizhia. Mục tiêu là chia cắt hành lang bộ phía nam với bán đảo Crimea, cô lập căn cứ của Hải quân Nga tại cảng nước ấm Sevastopol. Nga không bảo vệ nổi con đập thủy điện thì cũng không thể bảo vệ nổi cây cầu Kerch chiến lược nối lục địa với bán đảo Crimea. Nếu hai hành lang này bị cắt đứt thì Crimea sẽ trong tình thế bốn bề bị cô lập và đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt. Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra với lực lượng Ukraine tham gia ước tính lên tới 50.000 quân, cùng xe tăng, thiết giáp, pháo binh hiện đại được Mỹ, NATO trang bị ao ạt tấn công các vị trí phòng thủ của quân Nga ngay từ sáng sớm ngày 8 tháng 6. Phải nói rằng số lượng vũ khí, khí tài, thiết bị chiến tranh của Mỹ và NATO trang bị cho quân đội Ukraine hết sức chất lượng và hiệu quả. Pháo binh UAV cảm tử tấn công trước, làm mềm các vị trí phòng thủ phía quân Nga. Sau đó, lực lượng Ukraine dùng xe tăng, xe thiết giáp tăng tốc thật nhanh, xuyên thủng các cứ điểm phòng ngự, mở đường cho bộ binh tiến lên đánh chiếm. Tên lửa phòng không vác vai Manpad Stinger đảm nhiệm việc phản pháo với pháo binh, tiêu diệt các loại máy bay trực thăng. Hệ thống phòng không S-300 cũng như hệ thống phòng không mới nhận của Đức, Anh đảm nhận đánh chặn máy bay cường kích tầm cao. Phía Ukraine đã thực hiện cuộc phản công như cam kết với các nước viện trợ, chứng minh số vũ khí, thiết bị chiến tranh cũng như việc đào tạo huấn luyện binh sĩ có hiệu quả trên chiến trường như thế nào. Với sự chủ động của mình, phía Ukraine tiến lên chiếm được một số khu vực ngoại vi, đặc biệt chiếm lại được một số vị trí tại thành phố Bakhmut. Thế nhưng với lợi thế từ trên không, mọi di chuyển của quân đội Ukraine đều bị hệ thống vệ tinh, UAV, máy bay kết hợp trinh sát mặt đất của Nga phát hiện từ xa và sử dụng hỏa lực mạnh để áp chế chống tiếp cận. Trực thăng K-52 cá sấu, thợ săn đêm, máy bay Su-24, Su-25, phóng loạt nhiệt áp TOS-1A, bom FAB-500 có dẫn đường đồng loạt tung vào đội hình của phía Ukraine, gây nên những tổn thất nghiêm trọng. Vượt qua lưới lửa thứ nhất, pháo binh xe tăng Nga tiếp tục chặn đánh và chắc chắn gây ra tổn thất lớn cho đội quân phản công. Giao tranh đang hết sức dữ dội, hai bên tung toàn lực với các vũ khí mạnh nhất ra để đối địch nhau. Từ mặt trận hướng Nam Donetsk trở thành mặt trận đẫm máu nhất trong cuộc chiến từ trước cho tới nay. Trong khi đó, xe tăng, pháo lớn, tên lửa hiện đại tiên tiến của Mỹ, NATO đổ vào Ukraine nhiều không kể xiết. Có cả những thứ mà quân đội Nga không có, như UAV ong bắp cày đen PD-100 Black Hornet Nano của Anh với chiều dài chỉ 100mm, đường kính cánh quạt 120mm, trọng lượng 16g, có thể bay luồn lách trong im lặng để trinh sát bên trong các tòa nhà rất hiệu quả và hết sức nguy hiểm. Cuộc đối đầu này là cuộc đối đầu toàn diện giữa lực lượng quân đội, vũ khí trang bị giữa Nga và toàn bộ khối liên minh Mỹ và phương Tây trên chiến trường Ukraine. Và kết quả của nó sẽ có ảnh hưởng lớn tới quyết sách của cả hai bên. Chiến thắng trên chiến trường sẽ quyết định nội dung trên bàn đàm phán. Bên giành chiến thắng sẽ có lợi thế để hoàn thành mục tiêu của mình. Chỉ thương cho những người lính cùng người thân của họ ở hai đầu chiến tuyến. Chiến tranh biến họ từ anh em trở thành kẻ thù và tàn sát lẫn nhau. Hãng tin AP dẫn lời một số chuyên gia nhận xét, Nga đã rút ra được những kinh nghiệm từ sai lầm trước đây, cải thiện năng lực chiến đấu lẫn vũ khí để đợt phản công của Ukraine không dễ dàng giành chiến thắng. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói với AP rằng tuy lực lượng Ukraine được chuẩn bị kỹ càng, nhưng giao tranh sẽ diễn ra giằng co trong khoảng thời gian dài, chứ khó có chiến thắng nhanh chóng.
Theo cựu tư lệnh các lực lượng vũ trang Anh Richard Barron, Nga đã xây dựng phòng tuyến chuẩn như sách giáo khoa, cũng như điều chỉnh chiến thuật nhờ rút kinh nghiệm từ sai lầm ở Kharkiv và Kherson. Ông cũng chỉ ra năng lực chống lại lẫn sử dụng máy bay không người lái UAV của Nga có cải thiện đáng kể. Ngoài ra, Moscow còn học được cách giữ cho hạ tầng quan trọng như trụ sở chỉ huy, kho đạn nằm ngoài tầm bắn của pháo binh, cải thiện năng lực tấn công xe tăng và pháo binh Ukraine, tăng thêm quân để bảo vệ tiền tuyến dài. Với tất cả những yếu tố này, mọi người đều biết đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn hơn giao tranh tại Kherson hay Kharkiv vào mùa thu năm ngoái. Tướng Barron cho biết, ông nhấn mạnh điều quan trọng hiện tại là phải ngăn chặn chiến đấu cơ Nga bay sâu vào lãnh thổ Ukraine. Nga vẫn có lợi thế về quân số và vũ khí. Lượng lớn xe tăng cũ từ những năm 1950 vẫn hoạt động tốt, hiệu quả giữ vững phòng tuyến. Cũng theo ông này, Nga tăng cường sử dụng UAV và đẩy mạnh tác chiến điện tử để gây nhiễu UAV Ukraine, ngừng triển khai các tiểu đoàn mà chuyển sang đơn vị tác chiến quy mô nhỏ hơn, biến bom 500kg thành vũ khí lướt bằng cách trang bị mô đun dùng GPS. Nhiều blogger quân sự Nga cho biết, bom cải tiến tấn công được mục tiêu cách xa tới 70km. Một cựu phi công tiết lộ, sắp tới bom 1.500kg cũng sẽ trở thành vũ khí lướt. Vũ khí như vậy cho phép Nga tấn công lực lượng Ukraine mà vẫn đảm bảo an toàn cho đội chiến đấu cơ. Rusi còn cho biết, Nga đã xây dựng hàng loạt công sự dã chiến cùng chướng ngại vật phức tạp dọc phòng tuyến, chẳng hạn chiến hào và hầm chỉ huy được gia cố bằng bê tông, hệ thống dây chằng chịt, hào sâu, răng rồng, chống tăng, bãi mìn. Đặc biệt, mìn các loại gây khó khăn lớn cho lực lượng Ukraine. Nga cũng cải thiện khả năng ngụy trang nhiệt cho xe tăng, triển khai pháo nhanh hơn, dùng UAV tấn công pháo binh Ukraine. Rusi chỉ ra tác chiến điện tử giúp Nga hạ khoảng 10.000 UAV Ukraine mỗi tháng, ngăn chặn và giải mã thông tin chiến thuật của Ukraine, đánh chặn được hệ thống tên lửa phóng từ hệ thống pháo phương Tây như HIMARS. Hoa Kỳ ủng hộ chính sách mở cửa của NATO nhưng lưu ý rằng khả năng Ukraine gia nhập liên minh phải được tất cả các nước thành viên của tổ chức nhất trí, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết. Lập trường của chúng tôi về tư cách thành viên NATO không thay đổi. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ chính sách mở cửa. Những cuộc thảo luận này cần tiến hành với sự tham gia của 31 quốc gia thành viên của liên minh và những nước đăng ký gia nhập, ông Kirby nói. Như đại diện của Nhà Trắng nhắc lại, tuyên bố về kết quả hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2022 có mục nói rằng Ukraine có khả năng gia nhập liên minh trong tương lai. Không có gì thay đổi về vấn đề này, đại diện Nhà Trắng khẳng định. Trước đó, Zelensky nói rằng Kiev hy vọng sẽ nhận được lời mời minh bạch về việc gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 ở Vilnius. Ông ta cũng lưu ý rằng các binh sĩ Ukraine đang thất vọng vì Ukraine vẫn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn đồng ý để nước này gia nhập EU và NATO. Phó Tổng thư ký NATO Gwenna vào hôm thứ Bảy cho biết rằng hiện tại trong liên minh không có sự đồng thuận về vấn đề kết nạp Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng Điện Kremlin đã nghe nói về việc Zelensky đề nghị cho Ukraine gia nhập NATO, cũng như những phản ứng khác nhau về việc này. Theo ông, Moscow vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình và nhắc nhở rằng định hướng của Kiev muốn gia nhập liên minh đã trở thành một trong những lý do khiến Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trung Quốc chuẩn bị kịch bản cực đoan nhất, sẵn sàng xung đột với phương Tây. Khi Bắc Kinh và Washington thận trọng khôi phục trao đổi cấp cao thì ông Tập Cận Bình đẩy mạnh nỗ lực củng cố Trung Quốc trước những kịch bản cực đoan nhất. Kể từ cuối tháng trước, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã hai lần kêu gọi quốc gia chuẩn bị cho điều mà ông mô tả là các tình huống hoặc kịch bản cực đoan nhất, cụm từ ám chỉ khả năng leo thang căng thẳng khi cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Tại một cuộc họp cấp cao tập trung vào vấn đề an ninh quốc gia ngày 30 tháng 5, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, chúng ta phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất và cực đoan nhất, đồng thời sẵn sàng đương đầu với thử thách của những cơn gió lớn, của biển động và thậm chí là cả những cơn bão nguy hiểm. Một tuần sau đó, ông Tập đã mở rộng khái niệm này sang cả lĩnh vực kinh tế. Trong chuyến đi thị sát một khu công nghiệp ở Nội Mông, ông Tập cho biết những nỗ lực xây dựng thị trường nội địa là nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của nền kinh tế quốc gia trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Các bình luận trên được đưa ra giữa bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang lên kế hoạch công du Trung Quốc trong tháng này như một phần trong nỗ lực của cả hai chính phủ nhằm xây dựng lại các tuyến liên lạc bị chật bánh sau sự kiện khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay qua vùng trung tâm của Mỹ vào đầu năm nay. Những cảnh báo về các tình huống cực đoan diễn ra song song với nỗ lực hàn gắn quan hệ với Washington. Điều này cho thấy ông Tập không từ bỏ nỗ lực bảo vệ nền kinh tế và đất nước trước những căng thẳng kéo dài với phương Tây. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết,
ông Tập đã nói rõ rằng hai bên nên làm việc cùng nhau để đảm bảo mối quan hệ song phương tiến lên đúng hướng mà không mất phương hướng hay tốc độ, đồng thời ít xảy ra va chạm. Chính quyền Tổng thống Biden cũng bày tỏ mong muốn thiết lập vào các rào cản xung quanh mối quan hệ song phương để ngăn nó phát triển thành xung đột hoàn toàn. Bắc Kinh dường như quan tâm nhiều hơn tới các nguyên tắc chung làm nền tảng cho các mối quan hệ. Đặc biệt, Trung Quốc muốn đảm bảo rằng Mỹ không vượt qua các lằn ranh đỏ đối với những vấn đề mà Trung Quốc coi là vượt quá giới hạn, chẳng hạn như vấn đề Đài Loan. Chủ tịch Tập Cận Bình từng đề cập đến những rủi ro bên ngoài trước đây, nhưng việc đề cập các tình huống cực đoan đã thực sự làm dấy lên những báo động mới. Động thái này diễn ra sau khi ông Tập chỉ trích Mỹ vì đã tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc tại phiên họp lập pháp vào tháng 3. Một học giả chính sách đối ngoại Trung Quốc nói rằng các kịch bản cực đoan mà Chủ tịch Tập đề cập có thể đồng nghĩa với nguy cơ chiến tranh. Sau khi tái đắc cử được nhiệm kỳ thứ 3 vào tháng 10, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần báo hiệu rằng quan hệ của Trung Quốc với phương Tây, đặc biệt là Mỹ, có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều, đồng thời chỉ ra rằng mục tiêu phát triển chính trong 5 năm tới của Trung Quốc là xây dựng một nền kinh tế bền vững dựa trên yếu tố địa chính trị, ít phụ thuộc hơn vào thị trường và công nghệ nước ngoài. Các cố vấn chính sách Bắc Kinh cho rằng lời cảnh báo về các kịch bản cực đoan nhất của Chủ tịch Tập sẽ thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo phương Tây tăng gấp đôi nỗ lực. Song việc này cũng không hề dễ dàng đối với một nền kinh tế vừa coi xuất khẩu là động lực tăng trưởng truyền thống, vừa phụ thuộc vào công nghệ cao của phương Tây. Các trợ lý cấp cao của ông Tập bao gồm cố vấn kinh tế lâu năm của ông, cựu Phó Thủ tướng Lý Hạc và người kế nhiệm ông Lưu Hà Lập Phong, đã được giao nhiệm vụ vạch ra các kế hoạch để giữ cho nền kinh tế tiếp tục phát triển trong trường hợp Mỹ và phương Tây siết chặt các biện pháp trừng phạt, kịch bản có thể xảy ra trong trường hợp xung đột. Cụm từ cực đoan dường như đang đổi lên như một loạt câu khẩu hiệu mới và xuất hiện ở các cấp chính quyền địa phương. Các nhà lãnh đạo địa phương từ đô thị ven biển Thượng Hải đến tỉnh Hồ Nam không giáp biển cũng đã tuyên bố sẽ sẵn sàng cho hệ thống của họ trong những trường hợp xấu nhất xảy ra. Một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách của Mỹ là cựu cố vấn của Tổng thống về Trung Quốc và châu Á cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông Tập trong nhiệm kỳ tới là củng cố Trung Quốc khỏi những tổn thương từ bên ngoài. Nhìn qua lăng kính đó, ta sẽ thấy điều này là hợp lý khi Tập Cận Bình tìm cách nâng cao ý thức của quốc gia về tính cấp bách và tầm quan trọng xung quanh việc củng cố khả năng của Trung Quốc để chống lại các điều kiện cực đoan. Trong bài phát biểu mới của ông Tập tại cuộc họp an ninh quốc gia, nhà lãnh đạo đã ngầm ám chỉ điều mà Bắc Kinh coi đó là thách thức gia tăng từ Washington đối với sứ mệnh mà họ coi là thiêng liêng, đó là sự thống nhất cuối cùng với Đài Loan. Có thể kể đến việc máy bay Trung Quốc đã tăng cường đáng kể các cuộc xâm nhập vào vùng không phận của Đài Loan. Trong năm qua, đầu tháng này, Mỹ cáo buộc một tàu chiến Trung Quốc có động thái áp sát một tàu khu trục Mỹ đang tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Canada ở eo biển Đài Loan. Trong khi đang đối mặt với những thách thức về khủng hoảng kinh tế ngày càng sâu sắc, Bắc Kinh vẫn tiếp tục nỗ lực thu hút các doanh nghiệp nước ngoài. Điều tuyên bố khiến cho thế giới bất an. 9 cường quốc hạt nhân đang tăng hoặc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của họ khi xung đột Ukraine làm suy yếu chính sách ngoại giao. Tuyên bố được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đưa ra hôm 12 tháng 6 khi nói về sự nguy hiểm của việc vũ khí hạt nhân không ngừng gia tăng với thế giới. Một phát hiện quan trọng vào năm 2023, đánh giá hàng năm về vũ khí toàn cầu là số lượng vũ khí hạt nhân đang hoạt động bắt đầu tăng lên khi các kế hoạch mở rộng và hiện đại hóa lực lượng dài hạn của các quốc gia tiếp tục phát triển. Trong tổng kho dự trữ toàn cầu ước tính khoảng 12.512 đầu đạn vào tháng 1 năm 2023, khoảng 9.576 đầu đạn nằm trong kho dự trữ quân sự để sử dụng tiềm năng, nhiều hơn 86 đầu đạn so với tháng 1 năm 2022. Trong số đó, khoảng 3.844 đầu đạn được triển khai cùng với tên lửa và máy bay và khoảng 2.000 đầu đạn được trang bị cho tên lửa hoặc được tổ chức tại các căn cứ không quân có máy bay ném bom hạt nhân. Mỹ và Nga chiếm gần 90% số kho vũ khí đó. Ước tính về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đã tăng từ 350 đầu đạn vào tháng 1 năm 2022 lên 410 vào tháng 1 năm 2023 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Trung Quốc có thể phát triển kho dự trữ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để sánh ngang với Mỹ hoặc Nga vào năm 2030. Tương tự, Vương quốc Anh dự kiến sẽ tăng kho dự trữ đầu đạn sau khi nâng giới hạn từ 225 lên 260 đầu đạn. Nước này cũng cho biết sẽ không tiết lộ công khai kích thước vũ khí hạt nhân của mình nữa. Vào năm 2022, Pháp tiếp tục tân trang các vũ khí hạt nhân hiện có và chế tạo các tàu ngầm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ trên không mới.
cả Ấn Độ và Pakistan dường như đều tăng kho vũ khí hạt nhân và phát triển các loại hệ thống phân phối hạt nhân mới vào năm 2022, trong khi Triều Tiên tiến hành hàng trăm vụ thử tên lửa. Bình Nhưỡng có thể có khoảng 30 đầu đạn và vật liệu phân hạch đủ để chế tạo thêm 50-70 vũ khí hạt nhân. Viện nghiên cứu tin rằng Israel cũng đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, mặc dù nước này chưa bao giờ công khai thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân. Giám đốc cảnh báo rằng các chính phủ trên thế giới cần khẩn cấp tìm cách khôi phục ngoại giao hạt nhân và tăng cường kiểm soát quốc tế đối với vũ khí hạt nhân khi căng thẳng và sự ngờ vực tràn ngập các mối quan hệ địa chính trị kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát đầu năm 2022. Cũng theo nguồn tin này, với tổng kho vũ khí hạt nhân 5.977 được triển khai, cất giữ hoặc dự trữ, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, với vũ khí hạt nhân chiếm khoảng 47% trong tổng số gần 13.000 vũ khí hạt nhân của thế giới. Khoảng 1.590 loại vũ khí này đã được triển khai và sẵn sàng khai hỏa bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Và câu hỏi được giới quân sự phương Tây đặt ra là vì sao Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn như vậy? Nga có nhiều hơn khoảng 550 đầu đạn hạt nhân so với Mỹ, quốc gia có 5.428 đầu đạn hạt nhân và có kho vũ khí lớn thứ hai trên thế giới. Các siêu cường hạt nhân đã dần cắt giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân của họ kể từ cuối những năm 1980, đưa tổng số giảm hơn từ 61.000 vào giữa năm 1980 xuống còn 48.162 với việc ký kết Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược 1 năm 1991. Kho vũ khí hạt nhân lớn hơn của Nga cho phép nước này bù đắp cho năng lực thông thường của mình yếu hơn so với sức mạnh tổng hợp của Mỹ và NATO, về cơ bản lật ngược kịch bản của sự cân bằng quyền lực cũ thời chiến tranh lạnh ở châu Âu giữa khối phương Tây và khối hiệp ước Warsaw do Liên Xô lãnh đạo. Hiện tại, học thuyết hạt nhân của Nga cấm sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu, với những vũ khí đáng sợ được coi là chỉ như một phương tiện răn đe, việc sử dụng chúng là một biện pháp cực đoan và bắt buộc. Cuối năm 2022, Tổng thống Putin đã công khai đưa ra ý tưởng thay đổi học thuyết hạt nhân thành học thuyết kiểu Mỹ, không có giới hạn đối với các cuộc tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, không có bản cập nhật chính thức nào về học thuyết hạt nhân của Nga được công bố kịp. Đến đây thì thời lượng của bản tin Thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, đánh giá của quý vị ở phần bình luận. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.